phép màu. Cô gái suy thận giai đoạn cuối, hồi sinh từ quả thận của mẹ và 4 giờ căng thẳng của hàng chục y bác sĩ. Đó là câu chuyện của một người mẹ có con gái suy thận giai đoạn cuối, cuộc sống gắn liền với việc lọc máu. Người mẹ ấy tự nguyện hiến một quả thận để tìm lại cuộc sống bình thường cho con. Người bệnh là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học ở Hà Nội, nữ sinh bảo lưu học tập, tuần 3 lần vào lọc máu tại bệnh viện. Tuy nhiên, cơ thể ngày càng suy nhược, xuống tinh thần. Sau nhiều lần sàng lọc, xét nghiệm, các chỉ số của hai mẹ con may mắn thận phù hợp, người bệnh được chỉ định ghép thận từ người cho là mẹ. Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu Bệnh viện Bạch Mai cùng 15 y bác sĩ vào phòng chuẩn bị ca ghép thận cho bệnh nhân. Bác sĩ Khánh đánh giá đây là ca phẫu thuật khó, thế nhưng sau hơn 4 tiếng, thận ghép có những giọt nước tiểu đầu tiên. Điều này cho thấy thận của người cho hoạt động chức năng tốt trong cơ thể của người nhận. Sau 5 ngày điều trị, người bệnh phục hồi tốt, có thể xuất viện, trở về cuộc sống lao động, học tập thường ngày như bao người bình thường khác. Phải công nhận rằng, y học Việt Nam ngày càng tiên tiến,